Xin chào các bạn, trên tay tôi đang là một chiếc iPhone 5. Điều đặc biệt của sản phẩm này chắc các bạn cũng đã đoán ra khi mà nó được gọi với cái tên là iPhone 5 Lock. Tuy bị khóa bởi một nhà mạng nào đó để sở hữu bản quyền, thế nhưng sản phẩm này vẫn được người sử dụng thích thú. Vậy lý do vì đâu? Hãy cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này. Nói đến Apple thì chắc hẳn không ai còn xa lạ gì. Chiếc iPhone này được nhập từ Nhật Bản và bị khóa bởi nhà mạng có tên là GP Shopbank. Thế nhưng có khóa hay không thì giờ đây cũng chẳng còn quan trọng khi chúng ta có thêm dụng cụ ghép SIM được gọi là Hey Card, và đây chính là dụng cụ đó. Dụng cụ này chúng ta thường gọi là SIM ghép. Nó giúp đánh lừa chiếc iPhone để nhận SIM mà không phải là nhà mạng. Và ngay bây giờ tôi sẽ lắp thử một chiếc mới nhất cho các bạn theo dõi để các bạn thấy rõ hơn về tốc độ nhận SIM hay sóng sánh mà nó nhận được khi tôi đang ở trong một cái gian phòng rất kín để quay video. Và các bạn có thể thấy sóng lên rất căng. Đối với iPhone 5 Lock, từ trước đến giờ người dùng vẫn e ngại về việc không hiển thị My Number, danh bạ gọi đến không hiện tên, hay không dùng được cái tính năng FaceTime hay iMessenger. Nhưng giờ những điều đó đã chẳng còn là sự lo lắng khi phiên bản iOS 7.1 mới nhất cũng đã được jailbreak bởi một cái nhà hacker người Trung Quốc. Trong khi đó, Apple đã lại từng tuyên bố rằng họ sẽ làm hết sức để ngăn cản các cái hacker jailbreak sản phẩm của họ. Nhưng cái điều đó đã chẳng ăn thua và họ đã thất bại. Vậy jailbreak là gì? Hiểu đơn giản như ngày trước khi dùng hệ điều hành SIM biển thì nó được gọi theo cái tên là hackphone. Nhưng giờ đây trên Apple thì nó lại mang theo một cái tên khác, hay đại loại là một cái vấn đề tương tự như thế, giúp người dùng khắc phục được các lỗi như kiểm tra tài khoản với thao tác sao 101 thăng hay sao 102 thăng, hoặc lỗi hiển thị tên người gọi. Theo nhiều chủ cửa hàng thì khi chưa có bản jailbreak nhưng iPhone 5 Lock vẫn được người dùng lựa chọn vì giá thành rẻ hơn bản quốc tế từ 2 đến 3 triệu đồng. Vậy mà giờ đây, tất cả những cái lỗi cơ bản của 5 Lock xuất hiện từ trước tới giờ đều được fix cặn kẽ khi các bạn thao tác sao 101 thăng hay sao 102 thăng đi nữa đều được. Hiện tại, Logi cũng đã thực hiện và fix thành công các lỗi này trên cái quả táo cắn giỏ. Tiện đây tôi cũng xin gửi một thông báo tới những khách hàng đã mua iPhone 5 Lock tại Logi mà đã cập nhật lên iOS 7.1. Thì hãy mang đến showroom để bộ phận kỹ thuật fix lại cho các lỗi không đáng có này. Giờ đây tôi sẽ test thử cái tính năng FaceTime trên chiếc 5 Lock. Hello. Trên đó tôi đã gửi tới các bạn một siêu phẩm của Apple. Và điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng với một cái mức giá rẻ hơn từ 2 đến 3 triệu một sản phẩm so với phiên bản quốc tế mà sóng sánh, nghe gọi, nhắn tin tốt, thì tại sao chúng ta không nên sở hữu, trong khi đó giờ đây mọi vấn đề đã chẳng phải lo lắng gì. Hãy truy cập địa chỉ web lology.vn để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như những smartphone khác, hoặc hôm nay phòng bán hàng bên Lology. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.